hôm nay thì mình sẽ đi thu hoạch đậu ha. Mời cả nhà cùng đi thu hoạch đậu với Hà nha. Đây là cái cầu thang mà anh Hải làm nè. Nay cỏ mọc hơi cao mà rất là dễ thương. Đây 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 đây. Đây cái bắp nè. Đó, bắp nhà Hà đó. Rồi, đây đây tới cây đậu nhà mình. Giật trái xong ta. Sao cái hậu bự dữ vậy? Nãy giờ mình hái trái non cái này ăn được không ta? Sao nó bự dữ vậy ta? Bự quá. Bự cho hái sao? Chỗ đã không nè, nè. Đó, ngoài nè. Thấy chưa? Sợ nó già quá, nó già, con gà, già khú đế luôn. Trời, coi cái trái đậu bự vậy. Cái đậu bự gì nè. Trời ơi, ăn được không cả nhà? Này là chồng mà đi về Sài Gòn giờ nay mới lên mà kiểu này. Mấy trái nhỏ nhỏ thấy ăn được nè, mấy trái nhỏ nhỏ non non này chắc mới ổn hơn cả nhà ha. Đây nè. Cái giấy vậy nè thì được nè. Cái trái này chắc lấy hạt giống quá. Đây nè, thấy không? Mình đi ăn ngoài chợ để trái đậu non nó phải vậy đúng không? Còn trái này nó quá hết rồi. Cái này chắc lấy hạt giống được. Ăn chứ không ổn nha ơi. Thôi mình lấy mình hái cái trái này đi nha. Rồi. Dạ, để làm lấy hạt hả? Rồi xác định luôn. Mày mới hái có thằng trái. Hái trái non đúng không? Hái trái nhỏ nhỏ thì ăn đúng không? Tầm bậy quá rồi. Thôi đi hái trái nhỏ nha. Cái trái bự là để ở chuồng hái chờ đã ha. Hình như cây này nó không còn trái non nữa cả nhà ơi. Đã quá. Cỡ này mà có con Hà là mấy bé nó thích hái lắm á. Đây chiều nay mình làm món salad nha. Cái trái nhà Lý Hải, cái trái đầu nhà Lý Hải nó dài mà nó dài vậy luôn. Hình như cái cây này là già, đây là những cái trái mà nói chung là cái da nó láng á. Láng vừa, còn cái này già rồi, vừa già hết rồi. Già hết luôn hả? Mấy này già luôn hả? Già hết rồi. Rồi xác định luôn. Rồi, này chắc cái cầu mà lấy hộp nấu súp. Thì ăn thì vẫn được á, nhưng mà nó hơi có sơ thôi. Mình phải còn một cái trình rất là lâu nữa mình mới có thể trở thành một người nông dân chính hiệu. Cái trái nào nó non á là nó còn da nó còn bóng mà nó không có bị hạt bự nữa. Không, để hái chú hái đậu xanh làm xanh đi. Ờ đó như cái trái đó. Già hay non? Đó là vừa đúng không? Chứ không biệt được cả nhà. Đây là anh không vặt lá đó, anh không vặt lá nói chung là thấy trái không à. Ừ, vẫn chưa phân biệt được là trái nào non, trái nào già. Tại vì nó quá bự. Là bây giờ dùng cái này à, cái này mình nhiều quá mình tặng hàng xóm đi. Hàng xóm đi, cái mai mốt mình không có đồ ăn mình qua mình xin lại cái. Nghe bên kia cái đậu khác hả? Thôi đi qua bên kia coi đậu khác nha. Đây coi còn cái này già nè. Qua cái này nhìn đảo quá nè, cái này đậu Nhật nè. Đậu Nhật nè. Ý, cái này đậu nó giòn nè. Đó, giòn này đậu cô bé Nhật nè, bữa mua cái giống này nè. Đó, cái đó. Này rất là giòn nha. Giòn đấy. Cái này rất là giòn. Đó, cái này non nè. Đừng có hái trái già vậy. Cái trái mà nó sưng lên. Cái này non nè, này non đó. Đúng không? Đó, đó, non đó. Không bên ra rồi. Ừ, bây giờ thông minh ra rồi nha cả nhà. Cái trái nào mà cái hạt nó bự là bị già nha. Còn cái thân nó thẳng, cái trái nó bóng. Thấy chưa? Ủa mà sao cái đậu nó không leo mà nó nằm chùm chùm dưới đất nó. Nó vậy thôi, nó thấp thôi. Còn cái trái này mới già rồi. Đó, nó u u rồi, nó già. U bí bữa hôm nhiều lắm, hái chục hết rồi. Trời ơi. Ủa vậy? Có ai ăn đâu cô? Trời ơi, đem tặng hàng xóm gửi về Sài Gòn ăn cho. Đây tạm thời là mình sẽ chỉ thu hoạch bao nhiêu đây thôi. Mình làm cái bữa đó, ăn là đủ rồi, còn ngày mai ăn thì hái tiếp ha. Rồi mời cả nhà.